Xin chào giáo sư, hiện nay tôi bị hẹp một mạch 50%, một mạch 30%, một mạch 20%, mỡ máu 6.8, huyết áp 120/80, thoái hóa đốt sống cổ, lưng và vai gáy rất đau. Đêm ngủ thường bị tê tay trái, hay bị xuất huyết dưới da, đau đầu, ngủ chậm chờn, khó thở. Thường xuyên đi bộ vẫn lao động bình thường vừa phải. Lao động bình thường vừa phải, ăn bình 2 bát cơm một bữa, nhiều rau, ít thịt. Bác sĩ bệnh viện 354 cho những thuốc như sau: Coloplavit Plus, Nitramin 2,6mg, Pastaren 35mg, Lostan 59/12,5mg. Tất cả các thuốc trên uống sau ăn sáng. Atorvastatin 10mg sau ăn tối. Ngoài ra tôi uống cả hoa hòe. Nói chung uống thuốc đây thì thấy đỡ mệt mỏi, nhưng hiện nay tôi đau xương bả vai và thỉnh thoảng xuất huyết dưới da, vết thâm sưng, đau rồi tím đen. Tôi rất lo lắng, mong giáo sư tư vấn ạ. Trước tiên là cái thuốc đó, nhất là cái Plavix thì nó có thể làm cho bệnh nhân bị chảy máu. Và khi chảy máu dưới da thì phải xem, việc trước tiên phải xem xét nghiệm về đông máu và xét nghiệm về làm đẹp thắt dây thắt, xem có nơi phát chảy máu không. Nếu nơi phát chảy máu thì chúng ta phải xem lại được không, giống máu thực phẩm là COVID program và có nhiều thứ điều trị được thì cần phải xem. Vậy thì khi nào chảy máu thì phải xem là khi do vai trò của thuốc. Thì thuốc thì không nên bỏ, nhưng nên điều chỉnh cái số lượng sang vừa vừa phải. Thì chúng ta bỏ thuốc như vậy không nên tắc mạnh hay là chảy máu rất là nguy hiểm. Thì nếu mà bạn bị chảy máu với da thì nên kiểm tra lại chức năng đông máu và chúng ta nên điều chỉnh lại cái thuốc, kể cả lúc chưa điều chỉnh thì cũng chưa điều chỉnh cái lượng hovidogram cho bạn ít đi. Đấy là một. Thứ hai tức là nitramin là giãn mạch vành thì cho thâu, nó cũng có tạm phải nó cũng được, đúng không? Đấy. Thì bây giờ vấn đề quan trọng của bạn là gì, là cái chảy máu, đúng không? Thì tôi khuyên lần nữa nên kiểm tra lại đông máu và nên điều chỉnh lại cái lượng thuốc chúng ta tiểu đường mà bạn đang dùng. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.